Chào mừng anh em quay trở lại với channel của NHT Gaming nha. Và ở series này thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách câu cá vây tay. Con cá này thì xuất hiện ở hố xanh thì chắc chắn ai cũng biết rồi. Đấy, và thời gian của nó thì rất là ít người biết luôn. Mình gặp bóng 50 phút thứ 4 rồi anh em ơi. Và phút này thì không phải giờ của cá vây tay anh em nha. Rất dễ lên mực này anh em. Ừ, phút này thì nó rất dễ lên táng này anh em. Rồi green lên, rồi cá mái treo, rồi là mực nữa anh em ạ. Và đây không phải giờ của cá vây tay nha. Rồi tiếp tục là bóng 5 này anh em. Và bóng 5 giờ này thì chỉ có là táng hoặc green lên, hoặc là mực hoặc mái treo thôi. Một nhấp rồi này anh em. Hai nhấp vẫn chưa cắn câu. Rồi nhấp thứ 3 rồi. Nhấp thứ 3 rồi vẫn chưa chịu ăn luôn. Rồi nhấp thứ 4 nó ăn rồi anh em ơi. Nó kéo rất căng và mạnh lắm anh em ơi. Rồi đít luôn anh em ơi. Chắc là táng vương miện hoặc là green lên vương miện thôi. Hay hôm nay thì mình đều test cho đến phút thứ hết thứ 06 anh em nhá, để mình xem cái con cá vây tay là nó xuất hiện giờ nào. Và bây giờ thì mình đã xác định được cái mốc giờ của nó rồi. Rồi thì hiện tại nó có một cái bóng 4 anh em. Vậy là trong một khung giờ, tầm khoảng 2 phút thôi mà mình xuất hiện hai cái bóng 5. Và bây giờ là một cái bóng 4 này, lúc này là lên một mực và một đứt rồi. Bây giờ cái bóng 4 để xem là con gì nha anh em. Rồi là nhấp xoáy luôn anh em ơi. Lại chơi kiểu nhấp xoáy. Cắn câu đi nào. Rồi muộn rồi, sáng rồi cái con cắn câu lâu thế. Cắn đi nào em ơi. Mồi ngon thế mà cái nhấp hoài thôi. Ăn gần to xem nào. Rồi nó cắn câu rồi anh em ơi. Và đây là con gì đây nào. Lên nào em ơi, lên. Và qua rất nhiều nguồn dữ liệu và tổng hợp video thì bây giờ mình sẽ nói cho anh em biết cái thời gian cụ thể để xuất hiện của con cá vây tay này nha. Con vây tay này là bóng 5 và nó xuất hiện ở hố xanh vào ban đêm. Và thời gian cụ thể của nó xuất hiện là từ phút thứ 58 cho đến phút thứ 03 và từ phút thứ 28 cho đến phút thứ 33 anh em nha. Cái thời gian của nó chỉ có tầng ấy thôi. Và hiện tại bây giờ thì mình đang gặp một cái bóng 5 này anh em. Và để xem đây là con gì đây, nó kéo rất là căng thôi anh em ạ. Lên nào. Tưởng đâu là vây tay anh ngờ lại tiếp tục là mực khổng lồ anh em ạ. Mà lần này thì con mực mới cơ. Rồi và mình xin nói với anh em một điều như thế này. Có rất nhiều em nhỏ thắc mắc hỏi mình là tại sao con vây tay này nó bé như thế mà nó lại bóng 5. Đấy thì mình xin trả lời vào các em như sau. Chắc là tài đồ hiếm của nó cho nên nhà phát hành liệt nó một bóng 5 thôi anh em. Loài cá vây tay này được gọi là hóa thạch sống nha anh em. Và nó được phát hiện ở châu Phi năm 1938. Và trước đó thì người ta cho rằng loài cá này đã tuyệt chủng cách đây khoảng 65 triệu năm anh em nha. Chắc là vì lý do đó cho nên nhà phát hành cho nó vào bóng 5. Thuộc loài những loài cá quý hiếm luôn. Và hiện tại thì đang là phút thứ 00 này anh em. Và em đang hiểu lộc là kéo lên cá vây tay luôn anh em. Đây anh em xem lại này anh em. Cá vây tay nha anh em. Và trong 4 con tím lần này thì cá vây tay là con khó câu và hiếm nhất anh em nha. Mình khẳng định chắc chắn với anh em luôn. Hiện tại thì mình kéo lên rất nhiều bóng 5 luôn. Nhưng mà vẫn chưa gặp nó anh em ơi. Và mình dùng cái video mình ghi lại được anh em ơi. Và con cá vây tay này thì được em đang hiểu lộc câu lên ngày trưa hôm qua nha anh em. Trưa hôm qua nha. Và xem đến đây rồi, nếu anh em thấy video hữu ích thì đừng quên like kênh của mình, subscribe kênh của mình nha. Ủng hộ mình một lượt sub nha anh em. Và nhớ nhấn vào nút chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của mình. Mình xin cảm ơn rất nhiều anh em ơi. Và hiện tại đang là phút thứ 31 anh em. Phút thứ 31 thì một người em của mình đã tiếp tục dính một con bóng 5 anh em. Và tiếp tục là cá vây tay anh em. Anh em xem lại nha. Tiếp tục là cá vây tay anh em. Đó, phút thứ 31 nha. Rồi như thế thì anh em cứ theo thời gian đó anh em câu nha. Chúc anh em sẽ sớm câu lên thành công con cá vây tay. Và đến đây thì mình cũng xin dừng video luôn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video nha. Và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại anh em. Subscribe vào YouTube này. Nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok. Nhớ subscribe kênh.